là Trang Makoto. Ngày hôm nay mình xin đứng ở đây để chia sẻ với các bạn một nét văn hóa của đất nước Bạch Trời Mọc. Và cái nét văn hóa đó là như thế nào thì các bạn hãy đón trong cái đoạn video sau nhé. Các bạn đã quay trở lại, như trong cái đoạn video các bạn có thể xem được, đó chính là một ngôi đền. Và cuối đoạn video các bạn có thấy điều gì không? Đó chính là một cái trái bóng này. Thì hôm nay mình xin chia sẻ về cái trái bóng này. Thì trái bóng này được gọi là gì và có nguồn gốc ý nghĩa như thế nào? Đó chính là trái bóng này có tên là Sugidama. Trong tiếng Nhật, Sugi có nghĩa là cây tùng, còn Dama là một cái vật gì đó mà tròn, thì mình tạm thời gọi nó là trái bóng của cây tùng. Và nó được treo ở các cửa hàng rượu tại Nhật Bản, cho nên là các bạn thấy đây là những cái hũ rượu, đây là những cái hũ rượu của Nhật, gọi là Nihonshu. Rất nhiều là hũ rượu được treo ở đây. Đây chính là cái bộ sưu tập rượu. Cái nguồn gốc xuất phát của cái trái bóng này là có từ trong các lễ hội dân rượu cho các vị thần tại ngôi chùa, ngôi đền Omiwa, chính là ngôi đền lúc nãy mình đã quay. Thì với một cái mong muốn rằng là chúng tôi mong sẽ cho ra những loại rượu thật ngon để mọi người thưởng thức. Cái phong tục này từ đầu thời kỳ Edo nó đã được lan rộng ra khắp cả nước Nhật, và hiện tại là cái trái bóng này được treo ở rất nhiều nơi. Lúc với một cái ý nghĩa truyền đạt rằng là năm nay chúng tôi cũng cho ra những loại rượu rất là ngon. Thì lúc đầu cái trái bóng này được làm không phải là một màu nâu như thế này, mà nó là một màu xanh của lá cây. Qua thời gian từ cái màu xanh lá cây đó nó nhạt dần và nó chuyển sang màu nâu. Điều tiếp theo nữa đó chính là mối liên hệ giữa rượu và cây tùng là như thế nào. Như các bạn đã biết để làm rượu sẽ có chất lên men và men rượu. Thì để trộn hai cái này lại với nhau chúng ta sẽ cần một cái cây mái chèo. Và cái cây mái chèo đó được làm từ gỗ của cây tùng, cho nên nó sẽ có sự liên quan đến nhau như thế. Và lúc nào các bạn sẽ, nên là các bạn sẽ thấy rượu và cái trái bóng này sẽ được treo với một cái ý nghĩa rằng là năm nay chúng tôi sẽ có những cái loại rượu rất là ngon, cho nên là mọi người hãy thưởng thức nhé.
Và cái đây là một cái truyền thống phong tục tập quán từ thời xa xưa của người Nhật. Họ quan niệm rằng á là uống rượu là một niềm vui trong cuộc sống, cho nên là họ muốn tạo cái niềm vui cho mọi người. Họ muốn truyền đạt với mọi người rằng á là những cái mẻ rượu mà chúng tôi cho ra á là sẽ có những cái hương vị khác nhau, cho nên là mọi người hãy lấy đó làm niềm vui trong cuộc sống nhé. Và đó là những chia sẻ của mình về cái món nho nhỏ như thế này. Nó gọi là giống cái trái châu của cây quả đám cưới ở Việt Nam. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho kênh của Trong Makoto. Kênh của Trong Makoto là kênh chuyên về những phong tục tập quán, những truyền thống và những nét văn hóa của đất nước Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại.